Hôm nay thì buổi trải nghiệm con thấy rất là vui và bổ ích. Thì qua buổi trải nghiệm con đã học được thêm về các nét đặc sắc trong văn hóa của châu Phi và nét đặc sắc trong văn hóa của nước Czech. Thì hôm nay thì bọn con được tìm hiểu về văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục truyền thống, văn hóa lễ hội và rất nhiều các văn hóa khác mà con thấy nó rất là bổ ích và rất là vui.